Giờ mình sẽ bỏ cái mẻ đầu tiên của mình vô nồi nha mọi người. Ôi ôi ôi, nóng quá. Nước sôi quá trời sôi vậy. Nước sôi quá rồi nè. Ồ, được không? Cuốn chúng cuốn tròn lại. Được. Lá của mình hơi dài hơi khó để vô mọi người ơi. Để hai mẻ quá. Lá này nó hơi cứng. Nó già. Nhắc đại. Chưa có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà không sao. Thứ hai nữa là do cái nồi của mình hơi nhỏ mọi người. Lá của mình thì chặt hơi quá dài. Mình sẽ để ít lại nha. Nhiều quá. Cái nhớ nó được rồi đó. Còn mấy miếng nè. Được không? Không hết đâu. Được mà. Để chồng lên luôn. Cái nắp mình nó dung lên mà. Chồng lên nó dính không ta? Giờ thì nó dính nhưng mà nó chín không sao đâu. Lần đầu tiên làm không biết kết quả sao đây. Chắc phải làm vài lần quá mọi người ơi mới có kinh nghiệm. Rồi. Một... Không giờ. Nó để sao đi giờ đó. Để nắp lại. Lửa nó muốn tắt rồi. Mình đợi 15 phút sau để coi cái nó chín chưa nha mọi người. Mấy cái cuộn mình hoàn thành nè mọi người. Bây giờ mình dứt lấy lên nè. Ăn cũng dẻo lắm nè. Thử miếng nè. Cũng ngon dẻo lắm mọi người. Cực kỳ dẻo luôn. Cũng ngon lắm chứ. Mà mình chưa có nước cốt nè. Trước nữa mình làm nước cốt luôn. Tính nước cốt cũng mới béo rồi. Dẻo. Rồi mình vớt lên luôn rồi. Mẻ cuối cùng luôn nha mọi người. Nãy giờ được nhiêu đây nè. Tất cả số bánh của mình nhiêu đây nè mọi người ơi. Đó. Nóng nóng mà ngon nè. Này nó hơi mỏng quá ha. Mỏng mới ngon á. Miếng cuối cùng. Xong. Rồi. Lấy nồi lên mình làm nước cốt luôn. Giờ mình thắng nước cốt nha.